xem Toulouse thi đấu cho máu Ajax thì rất thích mắt. Người dưới sân lỗ cao hiu. Nào ngồi đấy xem bóng đá đi, đi đâu? Cần phải tổ chức tấn công nhiều hơn. Huấn luyện Fernando Santos quyết định tung một tiền vệ phòng ngự giàu cơ bắp vào sân. Cũng có lẽ là ông Fernando Santos có lý của mình khi mà chứng kiến Kudus vừa thực hiện một tình huống xử lý cực hay ở giữa sân. Anh hai ơi, anh hai thì thích Ronaldo hay thích Bồ Đào Nha? Cô ba đầu đen thích cái đội Ronaldo không? Lại cả lũ này nữa. Nhìn xem Ronaldo chứ, mày cứ đi vào đây làm gì? Giường tao đâu phải giường mày đâu. Kinh quá. Đây này, xem Ronaldo đây này, thế mà trèo lên đây làm gì? Giường tao có phải giường mày à? Mà mày vào đây. Ra mà xem Ronaldo đi. Kinh quá, một đội tiểu yêu toàn thích Ronaldo này lại vào đây cổ vũ. Ngồi ngay ngắn mà xem. Đấy, của bà nhìn rất chăm chú. Ra đây. Các với năm 2022, World Cup này cuối cùng thì đó là chiến thắng 2-1 của Ronaldo và các đồng đội chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Nào, thế cổ vũ đội đội nào, Ronaldo à, anh hai. Ôi dồi, xin lỗi, xin lỗi. Đây là tình huống mà cả hai cũng giữ được bình tĩnh. Sau đó thì sự nhắc nhở dành cho Seydou là một sự cảnh cáo. Đối đầu chắc chắn theo cảm nghĩa đen giữa hai ngôi sao trẻ của hai bên. Seydou năm nay 22 tuổi, Pha Felix nhiều hơn anh 4 tuổi. Tao đi đâu chúng mày cũng đi theo. Đội nhà vẫn đang kiểm soát thế trận. Ban chuyền nhiều. Ngồi xem bóng đá đi. Có thằng một phần vùng 3 phần sân của đối phương. Đã bảo ngồi cái để cổ vũ bóng đá mà cứ quay đến đây làm gì? Cổ vũ Ronaldo đây này. Quyết định cùng William Carvalho của Fernando Santos. Thay người rồi đây này. Ronaldo đã kém chuẩn bị rút rút ra rồi này. Đấy, Ronaldo ra rồi đây này. Đàn chó cổ vũ Ronaldo những 10 con. Vừa rồi thì Ronaldo Silva lại lựa chọn phương án an toàn là phối hợp với Bruno Fernandes. Đủ 10 con không nhỉ, đếm lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cũng 10 con, đúng một đội tuyển.
từ phía các cầu thủ Bồ Đào Nha thì phòng ngự của Gala vài tình huống mắc sai lầm, nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha chưa đủ sự sắc bén để tận dụng được những cơ hội đó. Gala cũng chuẩn bị thực hiện hai sự thay đổi đường. Ý, thằng này đi ra cổ vũ Ronaldo đi. Thích Ronaldo mà vào đây ăn vạ. Phải nhìn màn hình kia xem có anh Ronaldo trên đây không. Anh hai ơi, mày đi xem bóng đá mà mày nằm thế à? Đấy, cổ vũ phải như thằng kia nó mới. Trắng đẹp ghê này. Rubenias. 10 thanh niên cổ vũ cho Ronaldo mà hôm nay Ronaldo lại không ghi được bàn. Đèn thế chứ này. Xem là phút số bao nhiêu rồi? 61 rồi mà chưa ghi được bàn. Ronaldo hôm nay kém. Belenti vừa nói xong Belenti luôn. Đấy. Càng đấy, vừa bảo là sáu mấy chưa ghi bàn, bây giờ Ronaldo lại ghi bàn rồi. Cơ hội Ronaldo. Đây này, anh Ronaldo ở dưới này còn có 10 ấy. 10 đàn em nó đang cổ vũ đây này. Lu à, thế mày cổ vũ Ronaldo đi. 5 kỳ World Cup liên tiếp. Ghi bàn à, phải quay ra chỗ này mới rõ, quay chính diện này là mới rõ được. Chờ đợi Ronaldo quá lâu rồi đấy. Vào không. Khoảnh khắc Ronaldo ghi bàn. Vào rồi, mai là có trứng vịt lộn ăn rồi. Mai là tao mua trứng vịt lộn cho vào ăn nhá. Đấy, tươi quá, bàn thắng cái tươi ngay. Ronaldo đã ghi bàn rồi. Ronaldo, ôi trời, đừng đối lên đây nè. Xuống. Hồi tắt rồi.